Thưa quý vị, liên quan dự thảo nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá đang được trình xem xét tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Đây là vấn đề đang được sự quan tâm từ đông đảo cử tri, nhất là những chủ thể có nhu cầu sở hữu, trong đó có cử tri Long An. Nhiều cử tri Long An bày tỏ sự quan tâm về vấn đề này. Phần lớn các ý kiến cho rằng, nghị quyết về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô thông qua đấu giá là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu người dân, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu. Về biển số xe ô tô thông qua đấu giá, vậy là tôi thấy phù hợp. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thông qua đấu giá về khởi điểm 40 triệu cũng thấy phù hợp. Rồi trong khi đó là dân là được quyền minh bạch, đấu giá rõ ràng. Thực tế cho thấy, nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu sở hữu những biển số theo sở thích, biển số đẹp và sẽ sẵn sàng trả giá cao. Do đó, việc đấu giá biển số đẹp vừa đáp ứng được nhu cầu của cá nhân tổ chức, tạo sự công bằng giữa các chủ thể có nhu cầu và vừa tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, cử tri cho rằng nếu không xây dựng một khung pháp lý cho việc đấu giá số biển số xe, thì nhu cầu đó vẫn tồn tại và nó sẽ phát sinh tiêu cực can thiệp này kia để có biển số đẹp. Và tôi mong muốn là Quốc hội cũng sẽ nghiên cứu để chúng ta làm sao có một sự cân bằng. Có thể chúng ta phải dành một tỷ trọng nhất định, 20% biển số xe đẹp để làm dịch vụ, nhưng 80% tôi đề nghị vẫn nên để một cái cách khách quan để cho xã hội, thì người ta dù cho là một người dân bình thường, một người dân nghèo, người ta vẫn cũng cảm giác người ta cuộc đời người ta cũng sẽ được một cái gì đó sòng phẳng trong cuộc đời, người ta cũng được thụ hưởng những niềm vui mà không phải chỉ có người giàu mới hưởng được cái điều đó. Trên bài báo cáo thẩm tra về nội dung này, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh của Quốc hội Lê Tấn Tới cũng nêu rõ quan điểm. Biển số ô tô trúng đấu giá vừa là tài sản cá nhân, vừa là công cụ quản lý nhà nước. Vì thế, cần phải hạn chế một số quyền tài sản của người trúng đấu giá vì quản lý nhà nước về an ninh trật tự. Theo cơ quan thẩm tra, việc này còn nhằm hạn chế tình trạng đầu cơ biển số và tránh gây phức tạp trong xử lý hệ quả thí điểm đối với cấp biển số ô tô được cấp thông qua đấu giá, nếu chủ trương này không được tiếp tục thực hiện sau khi hết thời hạn thí điểm.